cả nhà đó mọi người ca biết cái này là cái gì? Cái này là cá ngạnh, ở Hương thì gọi là cá ngắt, nhưng mà ở miền Nam thì gọi là cá chốt đó mọi người. Bây giờ Hương sẽ nấu cái cá ngạnh này và nấu chua nha. Hôm trước thì Hương có kho sả ớt rồi, nhưng mà Hương lại vẫn thích ăn canh chua hơn. Cho nên là hôm nay sẽ nấu canh chua theo cái khẩu vị của người miền Trung á mọi người. Đây cho mọi người xem cái rau của miền Trung nha, đặc biệt là ở Phú Yên nè, cái rau ở Phú Yên. Cái này là Hương mua 10.000 nè, thì gồm có bạc hà, ngày xưa thì không có bạc hà đâu. Cà chua, thơm, me. Me thì cũng có me, me làm sẵn nữa, Hương mới này Hương để trong kia. Rau thì có cái này là lá lốt nè, mà Hương không biết tại sao chị lại bán cho Hương lá lốt nè. Ngò ôm, ngò gai, chuối chát, giá, rau răm. Rồi thêm một cái nữa là cái này là cái gì ta, cái lá chuối, lá giang. Lá giang để nấu canh chua á mọi người. Cái này là nguyên liệu để nấu này. Bây giờ mình sẽ bắt bắt nồi lên để tao cà chua nha. Ở Hương thì tới mùa đông á mọi người hay có cái này, bình thường cũng có nhưng mà mùa đông thì nhiều hơn, tại vì lúc này là nước nổi á. Sẽ có cát, ôi hơi nhiều dầu nha, mình tao sơ thôi không còn phải nhiều dầu đâu mọi người. Nếu mọi người thích thì mình có thể tao sơ cá xong rồi mình vớt ra, hay là bây giờ Hương tao sơ cá đi ha, cho hết cục cá này vô luôn. Tao sơ mục đích là để cho cái cá nó mục đích của việc tao sơ cá này là để làm cho cái thịt cá nó săn chắc lại này. Tại vì cái này mới ngâm đá xong nó còn đang cứng này, nên chỉ tao sơ thôi, giờ không vớt ra nha, tận dụng cái nồi này luôn, cho cà chua xong vô tao luôn. Giờ thì cho nước vô nha mọi người, lượng nước thì tùy thuộc vào số lượng người ăn thôi, nhà hơn ít người cho nên Hương cho khoảng 1 tô nước. Bây giờ sẽ cho bạc hà vô luôn, tại vì cái bạc hà này ở Hương gọi là môn ấy, nó sẽ bị ngứa ấy mọi người, nhiều người có ăn không quen mà nếu mà nấu chưa chín thì nó sẽ bị ngứa, cho nên là Hương sẽ cho vô trước luôn. Sau đó mình đậy lớp lại cho nó sôi rồi mình cho cá vô nha, chung mà nấu nồi canh chua nó cũng đơn giản thôi. Giờ đi hái ớt nha, tại vì buổi tối đang nấu buổi tối. Cái này đi ha. Ui, cái ớt này xa lắm luôn này. Nhưng mà đang buổi tối. Sôi rồi nè mọi người. Chị cho cái phần cá vô nha. Đây chị cho cá vô thôi. Nó vẫn còn dính nè mọi người. Nhưng mà lát nữa với cái độ nóng của nước sôi thì nó sẽ rã đâu thôi. Rã đâu cái phần này nè. Bây giờ nó rã ra rồi nè. Mình coi như thế này nè. Độ này cá không có trứng nha. Cái này mà có trứng nữa là nó béo lắm luôn á. Đợt này cá nhỏ quá, không có trứng. Canh chua cá ngạnh mùa mưa nha mọi người, ngon nhất cái nách luôn. Đây đang sôi nè. Cái này mà để nóng nóng hút một phát là ngon, khỏi phải nói. Thêm một chén cơm nữa là khỏi bàn luôn ha. Canh đang sôi.
Bây giờ mình nêm nếm ha. Rồi mình nêm như thế này nó sẽ thấm gia vị hơn mọi người. Xong mình cho rau vô, các bạn mình sẽ nếm lại. Mình cho một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê Ajimon và một tí xíu đường ha. Rồi chân chua thì cho đường nó ngon, mới đậm đà. À, một muỗng cà phê mắm nhỉ. À, mắm này đã đẹp, đã đâm rồi nha. Đã đâm gia vị rồi đó. Ok nè. Thôi nè mọi người, bây giờ tôi sẽ cho rau vô ha. Mình tắt bếp mình ăn thôi. Nhấp 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 cái nắp nha. Còn bằng cho hết vô luôn. Đây nha mọi cả nhà, chín rồi nè, mời cả nhà cùng thưởng thức với Hương ha. Hương sẽ ăn cái cá trước với một chén cơm trắng thôi. Wow, đang nóng. Cá cũng béo mọi người, chắc phải chấm mỡ. Cá đợt này béo nè, béo nè. Mới đầu là Hương tưởng là nó không có béo, tại vì mới mưa xuống đó, tưởng là nó không có béo nhưng mà cũng béo. Đây chén mắm vào ăn với cơm trắng này nè. Hấp thử miếng canh rồi cá là sao ngọt. Wow, thích ăn nóng nóng thế này mà Hương chỉ thích ăn canh thôi. Mọi người, à có tí xíu trứng. Ngọt quá rồi, béo ngon lắm. Nó theo kiểu rau của miền Trung cho nên là nó đậm chất của Phú Yên luôn à. Chắc Hương xin kết thúc video tại đây nha. Mọi người xem video của Hương. Bye bye.